một ly cà phê cao cấp, thể hiện thái độ cuộc sống của mỗi người. Hương thơm nồng nàn, tỏa ra mùi vị tình người ngào ngạt. Dùng cả tâm hồn, từ từ thưởng thức. Cô coi, du cà phê Hồng Kông tôi đã để gọi thôi sao? Số 1 Nam Sơn của tôi. Hào Trạch sao? Cả số 1 Nam Sơn cũng không biết, còn nói mình là vua cà phê sao? Tôi nghĩ cả đời này của anh giống như chưa từng ngửi thấy mùi thơm thật sự của cà phê. Cô là chuyên pha cà phê cao cấp, tôi là uống cà phê Hồng Kông. Cô nhất định sẽ coi thường chúng tôi. Tôi biết cô rất muốn kiên trì mở quán cà phê, nhưng tôi không nghĩ sẽ kiếm được tiền. Tiệm cà phê là Retreat, là ước mơ của Retreat chứ gì. Ước mơ hay lắm sao? Ước mơ của tôi là ở bên Retreat cả đời đó. Không ngờ mấy chục năm nay tôi đánh qua vô số hồ ly tinh ở khắp khu cửu cảng Tân Giới, Châu Tam Giác. Thì ra con gái mình mới là hồ ly tinh. Cô không phải là má của Quế Châu, cô không có quyền kêu khổ chạy tới giúp cô làm tiệm cà phê gì hết. Má có thể cho con tự quyết định một chút được hay không? Tôi có thể nhờ người đàn ông đó cho cô, nhưng mà muốn lấy con cái của tôi không nhượng bộ chút nào. Cái này không phải là tình yêu, cái này là sự khống chế. Bình thường má đâu có quan tâm tụi con, bình thường má chỉ lo làm đó thôi. Lúc đó tụi mình chỉ là chơi quá trớn thôi. Tôi sẽ không kết hôn với anh đâu. 8 năm trước là anh đòi đẻ nó ra mà. Biết trước lúc đó tôi nhất quyết không đẻ nó ra đâu. Nếu bản thân anh làm người cũng không có ý chí phấn đấu, vậy sao anh dạy bé Đông chí cầu tiến chứ? Mình phải tìm lại lý tưởng của mình. Mình phải là một người đàn ông có ý chí. Anh muốn sao hả? Tôi muốn cô dạy tôi là một thợ pha cà phê. Muốn pha một ly cà phê ngon thì phải biết rõ về từng hạt cà phê qua màu sắc đậm nhạt bên ngoài và độ mịn khi nghiền hạt cà phê, nắm được nhiệt độ khi pha nấu và phải vận dụng những kỹ thuật tinh tế. Ly cà phê này đúng là tác phẩm nghệ thuật đó. Anh sao? Không có uống được, hoàn toàn chỉ để ngắm thôi. Phụ nữ giống như một món đồ chơi vậy, càng mắc càng dở, càng đẹp thì càng khó điều khiển. Vào giây phút đó anh biết não bộ mình chết cháy, anh có nghĩ tới My hay không? Tôi có một người bạn gái rất tốt. Tình yêu của tôi dành cho Phi Phi mãi mãi không sâu đậm bằng tình yêu tôi dành cho Tommy. Từ hồi mẫu giáo tôi đã quen biết cổ rồi, tình bạn 20 mấy năm lận đó. Hình như tôi thích Tài Chí Bao rồi. Tôi nhìn thấy anh bị thương, tôi lo cho anh. Và anh có hiểu ý tôi không hả? Hay là chúng ta thử bắt đầu đi. Con không về bên anh cũng được. Con còn đến với tên chạy bàn đó. Anh không phải là tên chạy bàn, anh là thợ pha cà phê. Thực hiện ước mơ cũng giống như vẽ hình bột sữa, tỉ mỉ, dùng tâm, kiên trì. Cùng đến đây thưởng thức cà phê, tận hưởng cuộc sống. Một ly cà phê nhiều tình cảm đậm đà sâu sắc. Đã tới lúc tôi phải buông tay để nó tự mình tìm lại con đường mà nó muốn đi rồi. Bộ phim Tiệm Cà Phê Hữu Tình phát sóng lúc 21 giờ ngày 5 tháng 1 chỉ có trên SCTV 9.